thưa quý vị và như thường lệ vào đầu của bản tin thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những số liệu cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh covid-19 trong nước thưa quý vị theo bản tin dịch covid-19 sáng nay à, tính từ 17 giờ ngày 20 tháng 9 cho đến 17 giờ ngày 21 tháng 9 của bộ y tế cho biết có hơn 8.600 ca mắc covid-19 và thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với 5.000 ca tiếp sau đó là bình dương với hơn 1.400 ca như vậy, số ca mắc mới ngày 20 tháng 9 đã thấp hơn ngày 19 tháng 9 là gần 1.360 ca. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh là 5.171 ca, tại Bình Dương là 1.410 ca, Đồng Nai có 869 ca, Long An là 268 ca và Hà Nội là 9 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bình Dương đã giảm 922 ca, thành phố Hồ Chí Minh giảm 325 ca, An Giang giảm 187 ca, trong đó có 6.821 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 34 triệu 500 ngàn liều, trong đó tiêm một mũi là gần 28 triệu liều và tiêm mũi thứ hai là hơn 6,6 triệu liều. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 234 ca.